Con xin chào tất cả các vị huấn luyện viên cùng toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. 12 tuổi Hải Phòng. Đội của em thật sự là rất là tiếc khi mà không những cái cần này. Khi mà cân nhắc giữa hai cô chú với nhau thì khá là khó với màu sắc. Màu sắc của con rất là cá tính. Và cách xử lý của con cũng cực kỳ cá tính. Thì cô chú nghĩ là đội của chú Vũ với lại chị Ly sẽ có được gặt gần. Tại vì cái này là cái tuyệt đỉnh song ca, cho nên là cô chú luôn luôn phải đắn đo ở trong lòng là phải kết hợp với con với ai. Cái vấn đề của chú á, là bây giờ là chú biết chú đang tìm người để bắt cặp cho ai luôn, và chú hiểu được là cái giọng sẽ đi đôi với nhau như thế nào, cho nên nó rất khó cho chú để mà xử lý trong chuyện này. Bây giờ ốc Du nghĩ sao? Tại vì Vũ đang hiểu rồi, biết rồi. Chưa bao giờ mà chú Vũ hỏi cô câu này. Tại thường là các cô và chú ngồi ở đây á, luôn gần như là trong tất cả các quyết định đều đồng cảm và hiểu được nhau. Nhưng mà riêng lần này cô biết là chú Vũ đang rất là đắn đo trong lòng. Thực sự là con sở hữu quá nhiều điều kiện thuận lợi luôn. Con xinh đẹp, con sáng sân khấu, con làm chủ giọng hát của mình. Con lại thực sự rất là cá tính nữa. Cảm ơn cô. Cái điều khó khăn duy nhất đó chính là tìm bạn nào đứng cặp với con, để nó sẽ tạo ra những tiết mục mà phải thật sự là ăn khớp với nhau. Đó là cái điều khó nhất. Vũ ơi, mình rất là muốn được giải lời nguyền đó Vũ. Chị Vân nói như vậy là em đã hiểu được cái lời nguyền như thế nào rồi. Bé quê ở Hải Phòng đó chị. Dạ. Ok, 1, 2, 3 chơi. Yeah. Em khỏi suy nghĩ nó mệt quá. Con đã về gia đình bên đây. Lời nguyện đã được hóa giải rồi nha mọi người. Lời nguyện đã được hóa giải rồi nha mọi người. Chúc mừng con đã giải được lời nguyện. Đồng Hương Hải Phòng. Dạ vâng con. Xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Rất hân hạnh khi các anh chị các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Hả? Dạ dạ.
dạ âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ. À, xin lỗi. Trời ơi mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi cái tên tại gì mà ngày tên... xưa đó cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi đằng sau đó đặt tên Mây Mưa. Chạy nghĩ sao mà đặt tên y như tôi, là khu tôi là cửa Vũ, khách sạn tôi này. Là Vũ chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Đường về cành thâu ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Xe lăn trong đêm cuốn xa dần biến đầu tìm, mưa thu bay sẵn xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần xuống ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa, nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai
nằm xuống mà ai còn đứng yên trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn tránh con tàu nỡ sao đành, đẹp yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình được bao nhiêu. Trong sương là mỗi lần ngóng trời đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, có hay chăng người ơi trốn xa xôi tràn trai còn đêm yêu. Bạn thân ơi còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu. Quý khán giả, đó là tiết mục của gánh hát dân vũ và cảm ơn guitar Vũ Duy, Nam Thần trong lớp Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn còn suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cây mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng khó. Không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, là chị ở đó trong đây nữa. Được. À dạ hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này là mình lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Dạ. Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nha. Rồi đưa cái micro nè, vô nè. Nè có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp gì trơn. Em đánh nhau ông mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì. Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi. Con vuốt lại nãy con vuốt làm sao. À. À. Ủa kỳ hả. Đúng rồi Huy. Huy đúng rồi em ơi, hay quá em ơi, đúng rồi bé. Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè, phải không? Cái này sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC bé Khang nè. Bé Khang làm cái luôn đi chứ. Thôi được rồi anh ơi, lũng cái trống ta hết anh ơi, anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe các bạn nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt. Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố, mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi đi ngoài phố, đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được đối xử chị như vậy, phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi đi ngoài. Ủa chị hát gì vậy?
Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Ôi nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á, cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó, thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em, Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi. Cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm. Thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Xin được cảm ơn Tấn Bảo, Nhật Duy. Con ngủ nằm ở cành dài, nằm ở cành dài, mẹ nhớ thương con. Hồi đó hai đứa nhỏ xíu vậy nè, chị em sinh đôi, dễ thương lắm. Mới có mấy tháng à, mà nghĩ cũng kỳ. Sinh đôi gì mà không có đứa nào giống đứa nào hết á. Đứa thì tròn tròn, đứa thì ốm ốm. Rồi cái tự dưng đâu mất tiêu à. Máy bay, máy bay súng nổ. Mình ơi, Ngọc ơi, Linh ơi, chạy đi, máy dì bay. Dì hai, dì hai, dì hai, bình tĩnh dì hai, bình tĩnh con nè, con nè. Không, không, qua đây không có gì hết, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Máy bay. Rồi, 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 máy bay đi, máy bay đi rồi. Súng, súng nổ. Rồi, súng rồi, súng, súng, súng hết đạn rồi, không bắn nữa. Không có máy bay. Không, không, máy bay hết xăng, hết bay luôn, nha. Không có súng luôn hả? Không có súng luôn, không có cái gì hết nha. Mà sao nó mất tiêu hai đứa nhỏ rồi? Hai đứa nào? Nó đâu rồi? Ở đây có một mình con nè. Ở đâu rồi? Dì hai. Hả? Có một mình con Lập nè. Lập y tá nè, nhớ không? Lập y tá. Dì hai nhớ rồi. Dạ. Dì hai nhớ rồi. Thiệt tội nghiệp hết sức à. Lúc tỉnh lúc mê, mười mấy năm trời rồi, không biết làm sao để cho dì hai nguôi ngoai nữa. Dì hai. Hả? Con hỏi dì hai nha. Ờ. Dì hai biết bữa nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày giỗ của ba sắp nhỏ. Dì hai nói nghe nè, dọn dẹp bàn thờ xong hết rồi, có mầm trái cây nữa. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Giỏi chứ sao không giỏi, dì hai giỏi mà. Từ nãy giờ con trong nhà con chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó. Thôi giờ nè, dì hai đã dọn dẹp xong hết. Thì bây giờ dì hai ngồi đây chơi đi nha. Cứ ngồi yên ở đây nha. Con đi lên trạm xá, con đi thăm bệnh chút xíu rồi có gì con về nha. Đi lẹ lẹ nha, về nha con. Coi chừng máy bay đó, chừng súng nổ đó. Trời ơi, con coi chừng mà. Mà con dặn dì hai nè, nếu như mà trời có nắng quá thì vô nhà ngồi, đừng có đi lung tung, người ta bắt lên trạm xá đó. Không, không, dì không có đi đâu hết á. Dạ. Dì ngồi ở đây nè, đi lẹ lẹ dạ, về dạ. Với dì nha. Dạ rồi, dạ rồi. Nha, đi lẹ lẹ, coi chừng nha. Coi chừng, dạ rồi, dạ rồi, coi chừng mà, dạ. Ừ, ừ.
Dì ở đây. Ở đây, ở đây vui mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cành dài là nằm ở cành dài. Mẹ nhớ thương con. Bố ơi, hai chị em con vừa mới đi học về. Sao bố dẫn tụi con đi đâu vậy bố? À, bố đi tìm bạn. Mà cũng không phải nữa. Bố đi tìm mẹ cho hai con. Ơ, à, dạ. Mẹ con ở ngoài Bắc chứ đâu mà bố tìm à? Khi không, bố lại đưa hai chị em con vào đây. Con cũng không biết bố đưa chị em con vào đây làm gì nữa. Rồi con sẽ hiểu. Đợi bố xíu nha. Dạ thưa bà chị, à, cho tôi hỏi thăm chị Hai. Cái ông này ở đâu vậy? Em là chị Hai. Sáu Quốc nè chị Hai. Chị Hai không nhớ em. Ông ở đâu vô đây vậy nè? Hai con. Người này là mẹ. Mẹ của hai con đó. Ủa bố nói gì mà kỳ vậy bố? Người này chính là mẹ ruột của con. Thôi đi ông ơi. Cái ông này ở đâu tự nhiên vô đây rồi ăn nói lung tung hết trơn. Chị Hai chị... Mười mấy năm rồi, từ ngày hòa bình lập lại, em về căn cứ cũ tìm chị Hai mà không có gặp. Rồi em hỏi hết đồng đội, người ta chỉ ở đâu em đi tìm ở đó. Em nhớ hôm nay là đám giỗ, là ngày anh Hai hy sinh. Có lẽ vong hồn. Máy bay tới, súng nổ. Trốn đi con, trốn. Chị Hai, chị Hai, chị sao vậy chị Hai? Máy bay tới, chị Hai, súng. Để cho con. Chị Hai bình tĩnh, chị Hai bình tĩnh. Qua đây rồi, dạ biết rồi. Súng hết bắn rồi. Nó sợ quá nó nghỉ bắn rồi nha. Đừng sợ chị Hai. Chị Hai ngồi xuống nè, bình tĩnh, không có gì hết nha. Bố, con không hiểu gì hết đâu, mình đi về đi bố. Đúng rồi bố ơi, con sợ lắm, mình đi về đi bố. Các con không được đi đâu cả. Hai con phải ở đây, bởi nơi này mới chính là quê hương của hai con. Ngày trước chiến tranh đã rất khốc liệt xảy ra trên mảnh đất này. Mình ơi, mình ơi, mình ở đâu mà con khóc quá trời vậy? Mình ơi, con khóc. Mẹ vô đây. Mẹ vô đây.
buồn xa vắng. Nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mác gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng đợi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ xa chờ con ngồi đêm lá rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Biển sao thế cao, một ngày nhớ mẹ dòng trào khơi xa. Trời sao mấy ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao xa. Mẹ ơi thế giới nhà mình tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Thu xưa nhìn lá rơi hoài thương con. Mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con về. Mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cánh dài. Nằm ở cánh dài, mẹ như
Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Quốc Đài. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, ngồi dưới Nguyên Khang cũng rất là xúc động khi theo dõi. Và Nguyên Khang có cảm giác như đây là đêm chung kết chứ không phải là đêm bán kết. Bởi vì các huấn luyện viên ai cũng diễn hết mình vì học trò của mình cả. Cho nên là các con ngày hôm nay thực sự rất là may mắn. Lâu rồi Vũ mới được cơ hội để thấy chị Cẩm Ly ở trên sân khấu. Hôm nay chị thể hiện một cách mà tuyệt vời lắm. Lúc ở dưới đây chị nói với em là em ơi chị lo quá. Đâu? Chị sợ là múa rìu qua mắt thợ. Mấy người này là chuyên diễn rồi, chị là ca sĩ chứ không phải là diễn viên. Nhưng mà hôm nay chị Ly ơi, chị diễn xuất sắc và rất tuyệt vời, tinh tế. Và cái thần thái của chị hả, nó hoàn hảo, đúng như Vân nói. Tình hồi nãy trong hậu trường á, chị Ly lại nói với Như á, trời ơi chị rung quá, tại chị không có diễn được cái này, không diễn cái mình ở trong mình chuẩn bị tâm lý nha. Coi bà diễn hồi giống như bà dằn mặt mình vậy đó trời. Trời ơi, đây, và đây, cho mắt em, bây giờ mơ. Mơ luôn. Đứng. Thôi. Tại vì vậy nè, chị Cẩm Ly biết sao không? Tại vì nếu mà để cái vai diễn này cho tụi em sẽ diễn theo cách khác. Bởi vì nhiều năm rồi nó sẽ khác. Nhưng mà với chị là cái sự mộc mạc tinh tế mà nó có khi, em nghĩ có khi là tụi em không làm được như chị nữa. Cho nên là ở tiết mục này, ở cái nhân vật này, chị Ly á, là điên tinh tế. Còn nếu mà Ốc diễn vai này, Ốc sẽ điên loạn. Còn bên đó là điên thiệt. À, và em có cái cảm giác này khi em xem nè. Tức là em thấy là chị đang diễn mà có một fanboy kế bên chị nữa đó. Quỳnh Lập là fan Cẩm Ly mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đó chính xác luôn. Chị diễn, em diễn với chị mà em cảm giác chị giống như là bị điên thật luôn á. Tạo cảm xúc thật cho em luôn, thấy thương lắm. Chị nghiên cứu tâm lý của nhân vật này rất kỹ. Lập bình thường điên là sao em? Bình thường điên là sao? Nè, điên là lạ lạng lá lửa. Lập, đây, minh chứng đi. Rồi giờ lên casting nè, casting vai điên nè. Bây giờ casting từng người đi. Casting nha, bây giờ tâm lý vô cùng nhẹ nhàng đơn giản thôi. Tâm lý đơn giản. Rồi bắt đầu nha, 3, 2, 1, diễn. Anh ơi, tỉnh tới kia, kia, có ai không? Dì Hai ơi, dì Hai, bình tĩnh dì Hai ơi. Em ơi. Bình tĩnh mà, bà đừng có hoảng loạn nữa. Thôi mà, không có bài nào nữa hết, hết mấy bài rồi, không có mấy bài. Không có bà đâu. Đuổi nó ra. Đi. Rồi, đi hết rồi nha. Dì Hai ơi, hết mấy bài rồi nghe dì Hai. Mẹ thương con. Quá khủng khiếp, thưa quý vị, với Ốc Thanh Vân, một tràng pháo tay cho cô ấy. Cảm ơn Ốc. Em cẩn thận nha, cái bà thứ ba. Bà khủng khiếp lắm. Chương trình ơi, bây giờ em sắp diễn với chị Khả Như, có bảo hiểm nhân thọ gì cho em không ạ? 2, 3, action. Chết thuốc! À, chị Spider-Man! Để tao nặng mụn cho! Trời ơi! Chết Spider-Man! Cứu! Bác sĩ có sao không ạ? Rồi, sao mục tiêu ông bác sĩ rồi? Ông bác sĩ của ông Thanh Vân là chỉ biết ngợp thở thôi. Còn ông này là tắt thở luôn. Trời ơi, tôi làm bác sĩ với bệnh nhân này, mấy mốt mới bay ngang thiệt. Cái hello mới bay bữa nay không delay ha. Dạ, một trăm ở đây cho Khải Như. Thưa quý vị, có thể sắc thái của ba bà mẹ khác nhau. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Vâng, chúng ta về chuồng. Không
Thấy thương quá à. Bây giờ con nghe cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô Ốc không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con. Tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn. Nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị. Và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút. Nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy. Và cô thích cái sự nhẹ nhàng, thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn cô rất ạ. Là nhiều. Tưởng biết sao mà con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái từ, cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á, luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi. Nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Con cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. À, cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này. Và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con. Để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Trên quê hương con đi hỏi
cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra, ra đi ra liên tục qua ngồi nhí đó, những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Dạ, nghe ra cô cái chất giọng nó, ủa sao bé này nó hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa, nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân giống ơi. Như là con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền queo à, lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm, từ tốn trên sân khấu. Con xử lý, tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không. Nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết. Con hát theo và đúng rồi, thế là con hát lớn lên từ từ. Cái chỗ mà phiêu phiêu đó. Đó, cái chỗ mà hát phiêu, vô ca. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Thu Duy chúc cho con sẽ đậu vào vòng trong. Con xin kính chào quý vị khán giả, con xin kính chào ba giám khảo, con xin kính chào các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên, nghệ danh của con là Hồng Uyên Cherry. Năm nay con 5 tuổi, con là thành viên nhỏ nhất của lớp học Nhi Sắc Nhí. Và hôm nay con xin kể một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Mà trước khi con kể, con sẽ đố quý vị một câu đố. Hôm nay con đóng vai gì? Cô Đan Trang, chú Đại Nghĩa, cô Ốc Thành Vân có biết không? Hằng Nga. Hằng Nga, chị dạ, Hằng. Dạ rồi, chú giỏi quá. Hôm nay con đóng vai chị Hằng Nga. Các cô chú có thấy con xinh không? Có. Quá trời xinh luôn. Con cảm ơn các cô chú. Nếu mà các cô chú thấy con xinh á, các cô chú nhớ cho con vào vòng trong nha. Gài luôn. Và bây giờ con xin kể một câu chuyện có tên là Chú Củi Chơi Chăng. Ngày xưa ngày xưa, có một chú tiểu phu tên là Củi. Hằng ngày chú hay lên rừng đốn củi. Một hôm chú gặp được một cái cây rất là quý, có thể chữa được cho người chết đi sống lại. Chú bèn bấn cái cây mang về nhà trồng và chăm sóc rất là chu đáo. Một ngày kia, chú lại đi lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà đã vô tình tưới nước dơ vào gốc cây. Bỗng nhiên gốc cây bật ra khỏi mặt đất. Đúng lúc đó, chú Củi về đến nhà thì cây đã bay qua đầu. Chú Củi vội vàng ôm lấy gốc cây. Thế là cả người và cây đã bay vút lên cung trăng. Thưa quý vị, vừa rồi là chú Củi cung trăng trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì đối với nhạc sĩ An Thuyên thì như thế nào? Và bây giờ bé Hằng Nga xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên để có một góc nhìn mang nhiều màu sắc trẻ thơ trong đó qua ca khúc Chú Củi Chơi Chăng. Giờ con bay lại. Chờ chăng tình danh, tình danh chú Củi, chú Củi chờ chăng. Hey!
hát xong rồi chị Hằng thấy mệt không? Có. Và chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ. Mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ế đi, như không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa ta ta gì, vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác. Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hò gì phía sau hết trơn trọi á. Nói chung con rất là này kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Là cuối cùng là con làm sao? Thì cuối cùng là con rất giống như là này nọ. Thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị Hằng thả nó bóng chơi luôn đó. Chị này nè. Bay tới bay tới cho đất ơi. Giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con. Chú Cụi, chú Cụi gửi xuống. Cảm ơn con hát bài về chú Cụi hay quá nha. Cảm ơn chú Cụi á, nói với trên đó kìa. Con cảm ơn chú Cụi. Nhưng mà Hồng Uyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Yeah. Nhỏ xíu trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại, quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Con cảm ơn. Hồng Uyên ơi, cho chú Duy hỏi, ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong, ai chỉ cho con vậy? Dạ con tự nghĩ. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không, đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ. Mà tập cho chị kể chuyện là mỗi miệng theo chị. Ngày xưa con chăng. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi, cho thôi con cứ giữ đi. Sự hồn nhiên như vậy. Con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn đi. Hiếp con tôi sao, bắt con tôi làm cái này làm kia. Con chào vô con. Chứ con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ơi ơi biết rồi. Đáng yêu. Tại Duy muốn được mời cô Đoan Trang, muốn được mời cô Ốc và cô Xuân Thảo có thể lên đây phá vé có được không ạ? À? Ba người mẹ trong cuộc sống với một tiết mục biểu diễn gửi tặng cho người mẹ của mình. Thảo cảm thấy như thế nào với tiết mục biểu diễn vừa rồi? Hôm nay Phương Chi chạm tới cô rất là nhiều. Cô cảm ơn chị.
Cô Ốc sao vậy cô Ốc? Cô Ốc khóc là bởi vì cô Ốc là một người con và cũng là một người mẹ. May mắn là mình còn có mẹ. Và khi đã làm mẹ rồi thì đôi khi người mẹ có những cái nỗi sợ nó rất là vô cớ. Tự nhiên một ngày nào đó mình thấy trong người không khỏe, mình thấy tinh thần mình không tốt, mình sợ rằng lỡ mình bị ốm hoặc mình rủi ro tai nạn, mình bị cái gì đó, ai sẽ lo cho con mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cái khoảnh khắc lớn lên của các con mình. Dù cho điều kiện có đủ đầy bao nhiêu mà thiếu đi người mẹ thì tất cả những điều đó nó cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên những cái nỗi sợ đó nó luôn hiện hữu trong tâm trí của những người mẹ. Ủa, cảm ơn con rất là nhiều Phương Trì ạ. Tại vì á, từng cái động tác, từng cái khoảnh khắc con làm trong tiết mục này nó rất là đẹp. Nó làm cho người ta cảm thấy con đã lao động nghiêm túc. Cô biết rằng là bên trong người con chắc hẳn là phải có rất là nhiều những cái vùng bị đau, những cái vết bầm để có được những động tác đẹp như vậy. Cô trân trọng điều đó con, cô cảm ơn con rất là nhiều Phương Chi. Khi mà con ra con diễn á, thì cô biết á, là bài này là về mẹ. Và trong cái bài này á, thì con lại được diễn xuất á, là một cái vai là mình không còn mẹ. Và mình luôn mơ ước có mẹ ở kế bên, đúng không? Nhưng mà cho cô hỏi là trong cuộc sống của mình thì mẹ luôn luôn ở bên con không? Hôm nay mẹ có đi với con không? Dạ có ạ. Mẹ tên gì? Mẹ con tên là Bùi Minh Thảo. Mẹ con tên là Thảo. Vậy thì cho Trang xin được nhắn nhủ với chị Thảo là anh chị ở dưới hàng ghế khán giả xem bé của mình ngày hôm nay múa sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì ngoài cảm xúc ra, kỹ thuật biểu diễn của con vô cùng tốt và chân, tay, tất cả mọi thứ, con múa jazz rất là hợp, rất là đẹp. Cô nghĩ là con sẽ rất là thành công với jazz, đương đại, vân vân. Xin phép được chúc mừng con và hãy dành cho bé một tràng pháo tay rất lớn vì bài diễn vừa rồi rất thành công của con. Con cho chú Duy hỏi nè. Khi nãy chúng ta vừa biểu diễn với cái câu chuyện là một người con không may bị mất mẹ. Còn ngày hôm nay khi mà con còn có mẹ, còn có gia đình, con có điều gì mong muốn được gửi đến mẹ mình không? Dạ con muốn được gửi với mẹ là mẹ ơi, cho dù thế nào con vẫn rất yêu mẹ. Cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những lời chia sẻ từ giám khảo Đại Nghĩa. Cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ là cái bài mà chú Nghĩa đã nghe rất nhiều lần. Và lần nào nghe chú Nghĩa cũng rất là xúc động. Bởi vì cái tình cảm của một đứa con dành cho người mẹ của mình, một người mẹ đã đi xa. Và ngay cả cái giai điệu nó cũng đẹp vô cùng luôn. Và hôm nay khi thấy con mặc cái bộ trang phục này, con ngồi trên chiếc thuyền đó, chú Nghĩa ban đầu hơi ngạc nhiên. Ủa, không biết rồi bé với trang phục này thì sẽ diễn cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ ra làm sao. Bởi vì bình thường chú Nghĩa quen nhìn thấy hình ảnh với những cái trang phục nó hiện đại, với những người thể hiện cái bài này. Nhưng mà hôm nay là một cái màu sắc nó hoàn toàn khác. Và đây đúng là cái sở trường của thầy cô con rồi. Khi thấy con trong tiết mục này, nó trời ơi đúng như là gặp cá gặp nước. Con đã làm tất cả một cái nó tốt tới cái mức mà người ta không còn nhìn thấy kỹ thuật của con nữa. Và người ta chỉ còn thấy cảm xúc ở đó thôi. Mình vẫn nói rằng ồ, với một cái tiết mục nghệ thuật thì cái cảm xúc nó là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu như chúng ta không có kỹ thuật để chuyển tải được cái cảm xúc đó thì nó cũng sẽ rất khó để chạm tới trái tim của người xem. Và chú mong rằng với những cái lần sau, nếu mình còn tiếp tục được đi nữa với những thể loại khác, con cũng hãy đặt hết cái tâm của mình vào trong đó, với những cảm xúc của mình trong nhân vật cộng với kỹ thuật điêu luyện mà con sẽ phải rèn luyện từng ngày từng giờ với thầy cô của mình, thì con sẽ còn tiến xa hơn trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí năm nay con nha. Chúc mừng con. Chúc mừng Phương Chi. Bây giờ con có thể vào trong để chờ kết quả nha. Mời con có thể vào trong nè. Lành ơi là lành. Trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ là sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng, rồi bao nhiêu tiền em mần được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó. Mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta. Làm vợ bé thôi, có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó.
vô làm người hầu hen, người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm, mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt. Còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng là mẹ, chị cũng hiểu. Đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, bé Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à, mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nghe. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt, em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ, mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn hết cái bánh này. Mẹ, hồi nãy á, chị ai được ăn bánh nhân thịt rồi, bây giờ mẹ còn cho chị ai cái khăn nữa, sao mẹ thương chị ai quá vậy? Thôi mà, con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương hết á. Sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám. Dạ. Lên trình huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám. Nhanh. Dạ. Út là đây. Kể từ hôm nay, Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà, lần sau em sẽ ngoan, em không giành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai giành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi mà, chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà, chị ơi. Thank you.
rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng, cha xóm nhà buồn đau, thương con khờ lạc bên ra sao. Đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, chúng mình xuống thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương hết sức luôn, thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn nhẫn con gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để
thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca giả lại phần kịch, quá hay. Em cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Nãy cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Rồi em là cô chị hay cô em? Cô mới là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nghe em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail đó em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Trời dạ, chị ơi, chị, dạ. Chị của con Mến ơi, dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh như ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời.
chính là anh Thư. Con hát hay dễ sợ luôn á. Ước gì con bận cái quần ống loe, đừng có bận cái quần ống tấm. Với lại con bớt gài bông lên đầu nữa là 10 điểm. Gài bông cho xứng với cái dàn múa. Tại sao bận quần ống loe? Tại thầy kia. Thầy nào á? Thầy Đại ơi. Em thấy hài hòa đúng không? Cái tông màu vàng đi với vũ đoàn vàng với hồng luôn. Rồi bên kia cũng về bông, bên đây cũng vàng bông. Muốn hát bài Em Trồng Vàng Bông trước cửa nhà em. Trời ơi, trời ơi, dập cái này còn nặng hơn. Con ơi, cái gương mặt con rất là đẹp, rất là sáng. Mà cái sự duyên dáng nó phúc hậu, nó hiện hiện cái gương mặt đào chánh. Mà cái giọng con nó vẫn có một cái chất gì đó, nó ấm áp, thích quá. Đúng, quả thật là giọng con rất là đẹp. Và hát chính xác từng nốt nhạc, rất là nhẹ nhàng, rất là thư thả, rất là dễ thương. Thứ hai nữa, không biết mọi người có nhận ra không, đây là một bài hát dân gian, nhưng mà lại có cái tiếng saxophone trong đó, vừa tây ta kết hợp với nhau. Nghe cái bài của con nó rất là sang. Mấy người thổi sax lúc nào cũng là cứu vớt cho cái hòa âm đó. Em nghĩ đó chị. Con ơi, nói chung là cô chú thỏa mãn quá, vui quá. Cái bàn của cái chuyện không dính dáng tới con á. Con gỡ bông con đẹp hết sức, bận cái quần vô nữa đẹp hết sảy. Dạ, một tràng hố tay nữa cho anh Thư. Sắc son dưới sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa, vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca. Để đến mai sau cai lương mãi lưu truyền.
Và đó chính là Trung Hậu. Không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Không còn lời gì để nói. Ai mà dựng cái bài đẹp quá. Con vừa mới cất cái giọng hát lên cô với chú Nghĩa đó. Hai đứa dẫn nhau đi về. Mà sao con biết cải lương từ nhỏ mà hát? Dạ tại con nghe rồi con hát theo. Cái giọng hát của con á, khi mà cất lên chú nghe như tiếng chuông á. Tiếng chuông nó ngân 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 mà nó vang vang vang. Con hát nó nhẹ nhàng như hơi thở, không cần phải cố gắng một cái gì hết. Thêm cái phần dàn dựng đẹp mắt nữa, tự nhiên cảm giác những người làm sân khấu như mình nó cảm giác mình hãnh diện á. Hãnh diện mà đã lắm. Với những ai mà theo nghề cải lương bây giờ, chú Nghĩa rất là quý, mà đặc biệt là các bạn nhỏ nữa. Với những bạn nhỏ tài năng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sân khấu cải lương không bao giờ chết cả, vẫn còn rất nhiều thế hệ kế thừa. Cảm ơn con một lần nữa nha. Con có thể hát một cái bài hát rất là dài như vậy mà vẫn giữ được cái vị trí âm thanh, nốt rất là chuẩn xác từ đầu cho tới cuối. Cô chúc mừng con. Một tràng vỗ tay thật là lớn để chúc mừng cho tiết mục của con ngày hôm nay. Và đó chính là Tấn Tài. Đẹp quá, đẹp. Cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha Đại này chả rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều. Hiểu không, nó nhảy nó hát y như karaoke. Chả đẩy cái dàn múa ra đó, cho nó, con trai tôi hát vậy nè. Đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng, cái thằng con trai cầm cái lúa thì phải vậy. Chị biết không chị, từ đầu đến đuôi hai con bé đứng cứ nhún qua nhún lại hoài. Em ngồi nghĩ, ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhún nè. Bước quan lại rồi, đó, đúng rồi, đúng rồi. Cái biên sao đến đó. Cuối cùng, thấy nhỏ, nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá. Tưởng nó đổi được hình, nó đổi được hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Dạ. Tụi em vẫn kiên trì đúng lắm. Dạ. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á. Đó. Niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con. Mệt con ơi, trời ơi, chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô, mà nhờ con đứng con nhúng vậy thôi mà cô cho con vô không?
bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều với diễn giao lưu, thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá à. Thôi dừng lại con ơi, chấm mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn rồi đó. Bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói hai ba, xin mời cô Trang. Copy bát như trên luôn đấy. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho Thánh Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô vô đi, vô. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen suốt là giải trí. Chúc mừng cho Minh Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Kìa. Vũ đoàn, trời đất ơi. Đẹp luôn. Sanh dạ. Ra để múa hả mấy đứa? Cái giò dài, cái cưng bận áo dài, nền nã, đẹp. Con gái, con hát mà cô coi, cô không có chớp mắt một cái giây phút nào trơn. Tự nhiên nhìn con gái hát á, em nhớ cô Thu Hiền dân... dễ sợ luôn. Không, tôi nhớ gần hơn Dân Khánh. À. Không, em thấy giống cô Thu Hiền, gương mặt tròn tròn ha, phúc hậu ha, rồi hát cái đầu hơi nghiêng nghiêng vậy nè, rồi hát mấy cái bài về con Hà ở đâu Tỉnh con quê con đâu? Dạ con ở Cần Thơ. Trời đất. Trời ơi. Cần Thơ hát kìa, con hát chặt rè ấy vậy. Nhạc khỏe trời luôn. Cô nói thiệt là nãy giờ cô tưởng con ở Nghệ An không à? Trời ơi, tại vì có mấy cái nhấn nhá rất là miền Trung mà tại sao con có thể hiểu được điều đó và hát rất là tốt. Có ai tập cho con không? Dạ là tại vì con rất là thích những cái dòng nhạc mà khác với cái sở trường của con. Cô chỉ tưởng là cô với chú Nghĩa bị gạt thôi, ai ghê cô Trang cũng bị gạt nữa. Tưởng là con ở Nghệ Tĩnh hả? Lúc mà con đi hát xong con còn đi vô cho mấy cái dòng. Cô coi con say mê luôn. Cô rất là bất ngờ con là người Cần Thơ ha. Mà quan trọng là con làm cho tất cả mọi người tin con khi con hát ở cái vùng miền đó. Còn chỉnh sửa như thế nào để con về chú Đại. Cô thấy con rất là cá tính. Cá tính ở chỗ là con muốn thể hiện một cái gì đó khác biệt. Cho nên cô nghĩ là ở con có một cái điều gì đó vô cùng là thú vị. Cho nên tiết mục của con cũng khá là đặc sắc. Chúc mừng con. Dạ, yeah. Em cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng con Minh Anh. Ngày hôm nay con đã làm rất là tốt tiết mục của mình. Và chờ đợi xem tiết mục tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn nhé. Xin mời. Cô ơi. Ơi. Cho con tô bún riêu nha cô. Rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Ôi,
mẹ ơi, tô cúm rêu mùa đồng, rau muống xanh xanh trường năm nào mẹ nấu ăn. Nhớ thèm đôi nhớ giá, nằm trên chiếc giống sau hè, được nghe tiếng hát di dầu của mẹ ru cảm. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thấy thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa, trời ơi. Cô đi cái con dòm theo giày là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè, mà bỏ tình cảm qua một bên là phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi, sống quê tắm mãi
tới đầu làng con chim sáo nhỏ vang rộn ràng, qua những cầu tre qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa khói lam. Còn như nụ cười câu ca mát trời chưa chan lòng người, ôi đẹp làm sao đêm sang trăng cao ngõ nhịp chạy mau. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi, thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui. Xin chào cô chú ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt ở đây.
Họ tên của con là Trần Châu Kim Anh. Con đến từ Sóc Trăng. Con 10 tuổi. Hôm nay con xin hát bài Bông Dáng Mẹ Hiền. Cảm ơn con gái. Cô bé 10 tuổi đến từ Sóc Trăng. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có cái mặt con rất là sáng. Cái giọng ca của con cũng sáng. Mà khi con ca con có cái cảm xúc trong từng lời ca. Khi con ngân cái lời chót, con ngân con luyến lái cái chỗ đó rất là tròn, nó không bị gãy. Con đã làm chú ấn tượng trong câu hát đầu tiên. Dạ. Và có 10 tuổi mà làm được như vậy là khó lắm. Hát rất thoải mái, tự nhiên, lên cao xuống thấp rất ngọt. Con biết những cái chỗ thấp mà con nít hát á, rất là khó, mà con xuống rất là tới, rất ngọt. Lúc mà con bước ra thì cô Việt Hương thấy là cô Bình Tinh hơi mệt mệt rồi. Cô Bình Tinh cũng lo, cô rướn người ra gì luôn. Mà con hát xong là bà xà người xuống liền. Bình Tinh bây giờ là kiểu lắm rồi, không còn nước nào để nói nữa hết. Bây giờ không biết con về đâu thôi. Dạ, tiết lộ cho ban giám hiệu biết luôn nha. Cô bé này không phải chỉ hát dân ca trữ tình hay đâu, hát nhạc nhẹ cũng hay luôn. Căng thẳng kìa, có người giúp rồi. Hát thử một đoạn một cái bài hát nhạc nhẹ nào đó mà con thích, con vẫn thường hay hát á.
Cô Việt Hương đồng ý. Chú đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý. Đồng ý. Cô Đăng Trang, cô đồng ý. Trời ơi, bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Bây giờ sao đây nè? Con cho cô hỏi ha. Dạ. Con yêu thích cái bộ môn nào? Con thích cái bài dân ca mà con ca đầu tiên, hay là con thích cái bài nhạc nhẹ mà con ca phía sau? Dạ cả hai. Cô bình tĩnh, cô có cách gì đó để thuyết phục bé để về lớp của mình hay không? Dạ có. Cô Tin nghe cái giọng ca của con á, thì cô Tin cảm nhận con có một cái nét ca giống giống như là anh Quách Phú Thành quán quân mùa 1. Bây giờ bình tĩnh nói, bây giờ nghe cái giọng nói của bé đúng là thấy giống bé Quách Phú Thành của mùa trước. Chị thấy là hát cái giống giống Chí Thiện đó. Yeah. Hết chị. Nè, con nghe chú nói nè. Cô bình tĩnh nói con giống Quách Phú Thành quán quân của mùa trước đúng không? Nhưng qua lớp của chú sẽ làm con chính là Kim Anh. Bây giờ như này con ơi, con nghĩ rằng con sẽ phù hợp với lớp nào? Lớp nhạc kẹ của chú Chí Thiện hay là lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh nè? Mời con. Dạ con chọn cô Bình Tinh. Mời con. Một cô bé quá dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo.